Không đi tiếp đâu. Sợ. Ơi. Chết bà không có gì vậy trời. Con gì đâu không à trời ơi. Rồi. Ghê thiệt. Không nên chơi vào lúc 12 giờ đêm nha. Nó rất là thấy ghê. Mình đã đi được một chút xíu. À, mình muốn chơi hết. Nhưng mình muốn giữ cảm giác này để mình làm một cái video chơi. Game này rất là ma mị. Đây là một cái tập đầu tiên. Nó ra cách đây 6 năm rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới có máy tính mình mới chơi. Thấy ghê không? Đây là nhân vật chính của chuyện nha mọi người. Là một thằng bé mặc cái áo mưa màu vàng. Rồi cái âm thanh nghe rất là ghê luôn. Đó, nó phải tìm cách trốn thoát khỏi cái chốn này. Trên tay nó chỉ có một cái bật lửa thôi. Đây là ánh sáng duy nhất nó có. Ôi dạ. Ồ. Không có thấy đường luôn á. Ồ, đây nó có cái đèn nè. Mình đốt đèn lên mới được. Đó. Và ở đây nó sẽ có cái nắp cống, mình sẽ kéo cái này ra. Đó, kéo sao trời. Kéo. Chui vô. Sao nhúc nhích vậy, ghê vậy. Không thấy đường luôn. Cái bật lửa này rất là xịn. Rất là xịn cho. Trời ơi, cái ốc nó nổi á má ơi luôn. Ồ. Phải đi lên đi cầu thang à, đúng không? Không thấy đường, không thấy phía trước là cái gì. Ồ, có cái gì đứng ở đó kìa. Hello, hello. Ồ, cái tượng bà và thất hồn, cầm được không? Ôi, cầm được luôn nè. Cái khu này cái khu gì vậy trời. Nước không. Có cái gì đây nè. Ô, có gì mới đi quạt. Hello. Đúng là cái nơi biến thái thiệt. Bàn ghế treo trên thấy ghê vậy. Ồ. Má ơi, có người tự tử chết kìa. Cuộc sống quá khắc nghiệt. Ừ. Có cái bức thư mà lấy không được.
Cái âm thanh nó ghê thiệt. Ông tới rồi. Kéo cái ghế lại. Kéo ghế này, kéo ghế, kéo ghế. Sao tối đuôi vậy? Ô đây có cái lỗ. Chưa qua được không? Chưa qua luôn. Cái game này không biết trước phía trước là gì luôn mọi người. Tương lai bất định lắm. Ô rất đẹp. Giờ lên được không? Không được luôn. Ở đây đường cùng rồi. Chui lại mới được. Cái tủ lạnh nó có cái bàn tay. Chỗ gì toilet được không mà trời. Lên được không? Không được luôn. Alo. Chắc mở cái cửa này ra quá. Mở thưa. Ừ. Ồ. Có con gì mới chạy ra vậy? Trời. Có cái đôi giày trong tủ lạnh kìa. Ồ, đi lên đường trên. Được, được. Là luôn. Ê con gì vậy? Má ơi má, mở đèn mở đèn. Mở lửa cho lâu. Kìa kìa. Ô lên trên chú. Chạy ông nội ơi. Ê. Trời ơi. Trời gai ốc nó nổi. Bơi gạt cái cần này xuống. Nhảy lên thằng ông nội. Cho nó ăn rồi. Nó bò vô kìa. Trời ơi. Hai con ở trên đó kìa. Hai con cho nó ngủ rồi. Rồi, sao ra? Alo. Ô bò lên đây cũng được luôn. Ui da. Nhảy xuống cái muốn sùm cái chân luôn. Má ơi. Đúng là game thiệt luôn á. Mà không đi tiếp đâu. Sợ quá. Ê. Chết bà không có gì vậy trời. À, con gì đâu không ơi trời ơi. À, rồi. Ghê thiệt. Chạy 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 chạy. Mở đèn lên. Nhảy. Nhảy. Nhảy đi. Rồi. Tội nghiệp thằng bé, trời ơi. Mở đèn lên, mở đèn lên, mở đèn lên, chạy. Trời ơi, gai ốc nó nổi má hơn. Nhảy, ơi. Bấm lộn nút. Tiêu. Khổ khổ con bé này quá. À.
Bình tĩnh qua thôi, có đâu phải sợ đúng không? Vậy thôi. Cái gì cũng phải bình tĩnh, mọi lúc mọi nơi phải bình tĩnh mới được. Nhảy, mình phải thắp cái đèn này lên mới được. Phải có ánh sáng. Rồi, có cái này là chắc cầu thang đúng không? Cầu thang thì trèo lên thôi. Gì vậy ba? Trời ơi, đi qua cái cầu. Tao sợ nhất là đi qua cầu khỉ. Đi lên đây. Hết đường, phải nhảy qua bên đó rồi. Nhảy phải bắt chớn. Thằng nhỏ nó ốm mà nó nhảy xa ghê luôn. Sao không thấy gì phía trước chứ anh ta? Này quay. Mình sẽ quay cái này lên. Rồi, bây giờ mình buông ra, mình chạy. Xong rồi mình nhảy. Nhanh quá, lại lên, lại lên, lại lên, lại lên, lại lên. Trời ơi. Ôi, chui qua cái lỗ rồi nữa, toàn chui cống nha. Này nó như con chuột vậy. Lại là bên đây nữa. Cái góc nhìn nó rất là hạn chế không? Nó rất là ma mị. Em không đi em làm gì hết trơn. Ở đây có cái dây nè. Đứa nào đã trốn thoát mà không thành công nè. Bây giờ mình phải trốn. Ê, sao vậy, sao vậy? Đi qua đây mọi người ơi. Chuột. Thế giới này đâu cũng có chuột mà trong game cũng có chuột. Trời ơi. Ô kính cửa đó có điện. Nó giật một cái muốn hết hồn. Mình có đèn là mình cứ thắp lên mọi người. Đốt lên cho nó có ánh sáng. Rồi cái thau nước. Như vậy là cái chỗ đó có điện rồi. Cánh cửa này không thể đi qua được. Rồi sao đi qua? Ồ, ở đây có cầu dao. Sao cái này tự nhiên nó lăn xuống vậy ta? Nhảy lên đó. Look around by using. Ông tới. À, vậy có thể kéo cái này ra được ạ. Ok, hiểu. Đẩy vô. Gì kỳ vậy? Rồi trèo lên con.
Đấy. Sao không tới nữa trời. Đẩy sát vô. Ok, ra lên. Ồ. Ồ, hình như nó có thời gian nha. Cái tiếng này, cái tiếng thời gian á. Ồ, đi qua cái phòng này. Sao tới thui vậy trời. Ồ, đây có cái cửa nữa. Chui qua, chui qua, qua. Trời ơi. Má ơi luôn. À, cái cầu dao đó là sử dụng cho hai cái cửa này nè. Bởi như nghe cái tiếng thời gian. Lấy cái hộp đi cho đỡ sợ. Như sợ ma mình phải cầm cái gì đó theo. Ồ. Ồ cái gì vậy? Sao có mấy đứa bé bị gì trời? Thấy ghê quá. Có nghĩa là nếu mà ánh sáng là nó sẽ thấy đúng không? Mình chạy vô chỗ này. Để nhấn vô, nhấn nhấn. Đâu mất tiêu rồi. Cho nó qua cái. Ồ, ôi mấy đứa bé kìa. Những cái diệt ngục không thành công. Có thể là cái ánh sáng nó bị cái gì vậy? Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh, nhanh lên, nhanh lên. À, hết hồn. Trời ơi, giờ biết nguyên nhân tại sao rồi đúng không? Đĩa nữa. Má hơi buồn. Buông con chuột luôn. Tao chạy nhanh luôn nè, tao biết chỗ này không có gì hết trơn á. Nó chỉ có chỗ này thôi. Đó, giờ tao sẽ chiến đấu với mày. Đúng không? À, tao chạy vô đây. Núp đây nè. Không thấy đúng không? Bị lỗi đúng không? Đi xuống đây. Rồi, quay qua cái nữa. Ê, chạy vô lại, chạy vô lại. Trời ơi. Xin lỗi bạn, xin lỗi bạn. À. Đơn giản quá mà tại sao mà đi không được trời. 2 lần. Xin lỗi con. Chú chơi dở. Chú chơi dở quá con. Thằng này ở game này ra 12-6 năm về trước. Thằng này cũng mười mấy tuổi rồi. Mình bị lộng cộng giữa cái phím qua lại. Vô nhanh lên. Mày chạy chậm quá. Quay lại chút xíu. 1, 2. Bò chút xíu nữa. Rồi bò ra. Nhanh lên. Ê, trời ơi xíu nè. Nguy hiểm quá đại dương ơi. Rồi đi đâu tiếp đây, mới chung qua bên kia. Ở bên đây nó có cái đường qua này mà không qua được. Này đi đâu trời. Chắc leo lên đây rồi. Mình nghĩ là vậy. Leo không tới luôn.
Vậy đi đường nào ta? Ô, leo lên được, leo lên được. Tự giờ bấm chuột phải bà vậy. Đó, leo lên đây nè. Bấm chuột trái mới được. Giờ tao đi phía trên này nè, mày làm gì tao? Alo. Alo. Làm gì nhau? Đi đâu trời? Con bé này giống như con chuột nhắt nè. Ây. Sao cái hình ô lại là cái tượng này nữa? Cái tượng gì vậy trời, gì đó? Đừng cứ được đây đường cùng rồi. Rồi tắt. Rớt xuống đó là chết queo luôn. Ồ, đây là một cái bệnh viện. Ơi, chị gì? Ơi, ghê vậy? Má ơi, sao đi qua? Chạy, 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 nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, mấy đứa bé này nhốt trong đó kìa. Ê, nó đâu đi lại đâu đúng ám ảnh luôn, ám ảnh cuộc đời. Trốn này đi, đừng đi đâu nữa mất công. À, có cái lỗ kìa, phải nhảy qua đó. Ở đây này chui vô cái lỗ này. Ngồi xuống. Đã đi vô cái đường hầm này nữa. Nghe cái tiếng gió ớn thiệt chứ. Phía dưới này là cái gì vậy? Trời ơi, chuột. Tính ra mấy con chuột sướng. Nó không phải chịu cái cảnh này. Chết cha đói bụng rồi. Ý cái game này khó ăn nữa hả? À, đói bụng rồi. Mà lấy gì ăn trời? Có con bói thằng bé trong đó kìa. Hello. À, nó giúp mình. Mình nghĩ là nó sẽ quăng cái gì đó ra cho mình ăn. Ồ, cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Trốn không? Đi trốn không? Không chắc nó không đi theo mình nè. Thế giới này chỉ có mình thôi. Ồ, ở đây nó có mấy con đĩa luôn kìa. Nhưng mà nó ngủ rồi.
ngủ hay nó no cũng không biết. Trời ơi, đi vô cái thế giới gì vậy trời, lại cửa điện nữa. Vì là đâu đây nó phải có cái cầu dao rồi, nhưng mà từ giờ đâu có đâu, mà từ đằng kia mà cúp điện để chạy tới đây sao được, qua cảnh rồi. Nhưng mình đụng như đây mình sẽ chết, như vậy là cái chỗ này không thể đi được. Thông minh lên chút xíu. Đi qua đây, từ từ qua, từ từ qua, nhảy xuống, nhảy xuống, rồi lên đã luôn. Đi chờ lên đây đúng rồi. Ê trời ơi, lắp cái đó không mà cũng nhảy quá. Ừ trèo lên, ồ à, có thể là có cái hộp đó đó mọi người, cái hộp này có thể. Đốt lửa lên đi, mình vẫn thích nơi ánh sáng chứ không thích nơi tối tăm. Mở ra được không? Ô cái hộp này để cho vui thôi mà mở không được. Vậy có thể là mình sẽ nhảy qua bên đây. Hết đường đi rồi. Mà nó dẫn từ dưới lên đây thì chắc là chỗ này thôi. Bây giờ phải chuẩn bị nhảy nè. Nhảy là bấm phím space bar nha. Ai cho anh chạy qua cái. Bấm phím space bar với trái chuột. Ồ, dính. Bò lên, bò lên. Ừ, bò lên. Ừ. Bò lên dây xích luôn. Trời ơi. Trèo lên đến tận cùng thế giới luôn. Ồ. Ê, ê. Sao buông tay như vậy? Ok. Trời ơi, chút xíu chất queo rồi má ơi. Có khung sắt thì trèo lên. À, trên đây có cầu dao nè. Ồ, đây không nổi. Ồ, có thể là nắm cái này xuống. À, bây giờ là mình phải kéo cái này qua đúng không? Cái cầu dao này không phải là cầu dao của ở dưới rồi. Để từ đây chạy xuống dưới chạy không kịp. Ồ. Theo như logic thì mình sẽ trèo lên cái cục đó. Và mình có thể là mình đi qua bên kia. Họ biết bên kia là cái gì thôi. Đó, đi qua bên đây nè. Nhưng bây giờ mình chỉ có một mình thôi. Chỉ có một mình thì làm sao. Mà nhảy hụt một phát một là ngẫm. À nha. 1, 2, 3. Bây giờ mình sẽ bấm phím shift. Rồi bấm phím space bar để nhảy. Ê. Rồi. Trời ơi. Gạt lại. Ai chào mọi người có khỏe không? Bây giờ là 12 giờ đêm đó nha mọi người. Thằng bé nó đã tỉnh dậy rồi nè. Tối là mình đi tới cái chỗ này. Nhưng mà mình nghĩ qua cái chỗ đó không có được.
trúng luôn á. Cái cửa này là chỉ là cửa ảo thôi, không thể đi qua được, đụng vô là chết. Hay đi qua đây xuống. Bé tội cho con bé, nó gặp một cái ông chơi dở nên là đi rất là mệt, hú hồn chim én luôn á. Đi qua đây mấy lần rồi nhưng mà âm thanh nó xảy ra thì mình vẫn đổi cái ống. Ta đang sáng cái đèn đốt á, còn đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ bắt chớp từ bên đây mình nhảy qua bên kia. Ừ, bò lên con. Mày đang đứng ở trên này á. Rồi, ngồi lên. Từ bên đây nhảy qua bên đó được. Mà tới chừng khi mà đó. Chờ trên đây. Từ từ bên đây nhảy qua bên đó được. Mình khi mà nhảy ngược lại thì lại lọt xuống phía dưới. Đó từ trong nè, đó mình phải liền mới được. Đó đấy đấy đấy, đó tập trước giữ ship nè, chạy qua nhảy đó giữ ship nè, đó đúng không? Chưa quen phím. Mỗi hành động trong cái game này làm mình ghéo lúc nào cũng nổi đầu lâu luôn quá luôn quá. Đi giữa đường rồi đứng như thanh luôn nha. Không ai bên đó hết nha. Phía trước là một cái tương lai rất là mờ mịt. Mình phải trèo lên trên này. Ừ, nó không cho leo lên. Tiếng cái kiểu này là cái cửa điện rồi.
cái điện mà đúng như là chết đó. Phải cúp cầu dao xuống. Mày điện giật mấy cái bà mày luôn. Rồi, được luôn. Cái này thì kéo không ra. Kéo khu khỏe à, xạo không cái bên kia thì nhảy qua không được thì chạy nhanh đúng không? Quá quá đèn lên đó, chỉ có đơn giản như thôi. Cái dây đó lên là sao? Nhảy chập dây đó trèo lên. Tại sao có cái con này ta? Đã đóng rồi luôn. Trời ơi, chút xíu là lọc cho đó. Để làm gì tiếp theo?
nhảy vô cái dây đó trời. Đi xuống dưới này là xuống gì vậy? Trở lại cái chỗ cũ. Trời 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 trời. Ô, trở lại cái chỗ cũ. À không. Đi một vòng như vậy là để tắt điện ở đây nè. Đúng rồi, giờ mới đi qua được. Trời ơi, không biết làm quá ha. Hồi nãy lúc đầu đi ngang cái chỗ đó, cái con đó nó đâu không có ra chết cha không. Lại cái đèn này nữa, cái đèn này dính ánh sáng là nó sẽ chết 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 chết. Cái đứa bé này là cái gì vậy ba? Chết nó à. À, mày đi kiếm gì vậy mà khùng? Trời ơi, cái nơi quái quỷ gì vậy trời. Cái chỗ đó phải chạy nhanh lên. Rồi là phải đi qua cái chỗ này nữa rồi. À, tao không hề biết, tao xin lỗi mày. Cái thùng này nó giống, nó làm mình hết hồn hoài luôn á. Chỗ này là xuống cái bậc thềm này là phải chạy thiệt là nhanh nha, chạy thiệt là nhanh con. Ừ,
xíu cho nó đi qua cái mình thấy rất là đơn giản, tại sao mình qua không được ta? Bây giờ hết sợ rồi. Khổ thân thằng bé. Bài bấm lộn phím hoài vậy ta, rùng quá nên bấm lộn phím. Nó đâu có gì đâu, nó chỉ lắc qua lắc lại thôi, đâu có gì đâu sợ luôn. Tính nhảy lên cái thùng đó mà không được, trời. Thank you.
nghĩa là bây giờ mình sẽ leo lên cái hộp đó đó, mình leo lên cái hộp đó thì cái hộp đó nó dễ hơn là cái đầu kia. Đầu kia là trèo lên không được rồi, đầu kia là trèo lên không được rồi đúng không? Hình như là phải leo lên cái hộp đó. Cái hộp vuông đó thì mới mới được đúng không? Đó, vậy đi, dậy con lên lên dậy. Prison, nhà tù. Cũng đi qua được chỗ đó. Vậy đi ngủ thôi. 12 giờ đêm rồi. Ốc nó nổi. Quá khủng khiếp. Tương lai phía trước là gì? Không ai biết được. Cho nghĩa cái phòng này. Cái phòng này là cái phòng gì vậy trời? Bây giờ không đi qua được không? Kỳ lạ thiệt. Trong này là toàn là toilet không hả mọi người? Đem cái banh thì sẽ đỡ sợ. Ở đây nó có một cái cầu dao. Trời hình thấy ghê không? Toàn trưng bày một mắt không. Như vậy là phải nhảy lên đúng không? Nhảy lên cúp cầu dao. Mình tới kéo cái vali lại. Sao tự nhiên đèn đây sáng nè, mới nhức đầu. Ô con mắt này. Một cái nhà.
đúng quá vậy luôn á. Phải đẩy vô mới được. Đẩy mạnh vô con. Ồ đẩy không được. Cái gì vậy ta? Vậy là cái này sẽ đi lên đây nè. Có nhảy qua thôi. Đâu ta? À, có thể sẽ leo qua tới bên đây luôn á. Nhưng mà không biết leo bằng cách nào. Không đứng lên không có được. Cái cây hút bồn cầu mà để trên kệ thì đúng là xàm chứ. Không lẽ đẩy đi. Trời nhảy cái muốn sụi cái chân luôn. Có cái chìa khóa. Chìa khóa này dùng để làm gì? Chìa khóa. Ồ, cao quá cao nhỏ nhảy. Nhảy muốn lội cái chân. À, ở đây có cái đường lên. Tạm thời mình để chìa khóa đây đây ha. Cái quần ai vậy? Trời ai mà treo cổ đó vậy? Rớt lại trên này xuống là chết nè. Ô con cái gì sao đi qua ta? Thì ghê gì bà? Ô cái quần à? Trời ơi cái quần mà treo gì cày vậy?
Rồi đi xuống không được, rồi đứng đây làm gì trời. Lên con ơi, gọi chết ba đâu. Ồ, nó nhảy xuống nó muốn chết được rồi. À, cái chìa khóa mất tiêu rồi. Có thể là mở cái gì ở đây hết ta. Logic nó nằm ở chỗ nào? Cái này lại cúp cầu dao rồi. Mình giờ vẫn chưa quen cái động tác của thằng này. Cho tôi biết là sẽ làm cái gì ông ta. Có cái cửa không, lấy cái cửa này thấy. Trời ơi, cái cửa đẩy được mà. Thấy chưa, biết ngay mà, lấy cái chìa khóa nó mở cái cửa này. Phải vậy mới được chứ, chứ tự nhiên làm công phu làm cái công tắc đó để làm cái gì. Sao liền lên
chìa khóa gì mà nặng như trời. Rồi lần sau để lên kéo cái vali qua. Chắc kéo cái vali qua đó nè. Ý nó liền lên được kìa. Dùng cái vang giờ này mẹ mới nói ai biết. Có cái con đồ chơi quá vậy. Rồi, nghe là đi lại không được nữa đó. Có chuyện gì xảy ra nữa đây? Làm gì ta? À, mình nghĩ là cái cầu thang này lên là nó có dụng ý nè. Có cái gì ở trên đó? Lấy cái cửa này đẩy được nữa. Không tới cái chỗ này luôn. Con khỉ này dùng để làm gì? Không biết để làm gì luôn. Kéo được không ta? Kéo được luôn. Ủa alo. Ai gõ cửa vậy? Đi lại được rồi. Ơi. Vậy mà cũng được nữa. Trời ơi, vô tình mình được cực hình luôn á, mình không biết. Mình thấy nó đẩy cái thông báo là bấm phím spacebar đi khu để ném. Như vậy là sẽ lấy con khỉ ném nữa. Con khỉ vẫn còn tác dụng. Trời ơi, có cái vụ này nữa. Tại bên đây nó cũng có một cái nút như vậy luôn. Thì nếu mà mình ném vô đây thì nó sẽ như thế này. Thôi. Đó. Nó sẽ đưa mình lên. Nó đưa xuống.
Ồ, cái thang máy hiện đại quá. Giờ có biết lên thang máy luôn. Có nên cầm con khỉ theo không? Rồi. Rồi lại tiếp tục đói bụng nữa rồi. Ở đây ai cho ăn? Hôm qua còn có đứa cho ăn mà giờ đây ai cho ăn trời? Đói quá đói rồi. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Cái bẫy chết bà ông bị nhốt trong đây rồi. Trời gắt quá trời bắt luôn. Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi ra đi. Trời ơi. Đã đứng nghe. Tôi không thích ở trong này. Đã đứng nghe. Làm sao ra trời. Bấm hết tất cả các phím luôn mà nó không ra được. Mình thích đốt đèn lắm, đi đâu mình cũng thích đốt đèn. Ý vậy đây là ngõ cụt rồi. Giờ phải đi ngược lại như vậy. Hay đi ra không? Thả mình ra. Mình thiệt.
ơi, cây cực cao. Chị số ơi, cây cực cao. Bên kia là một cái nhà rồi bị nhốt trong đây luôn. Hai cây cao quá. Giờ lên bên này có gì? À, đi lên trên được. Cái nhà quái quỷ gì vậy trời? Đó, bây giờ đi xuống dưới này, đi coi dưới này có cái gì không ta. Vô vô ngay chỗ luôn rồi. Đi đâu đi đâu? Thấy chết bà không? Không thấy phía trước. Chạy qua chạy qua chạy qua chạy qua. Chạy qua, chạy qua. Chạy qua luôn. Lão lão. Thế nào? Thả tôi ra. Rồi bắt luôn. Nhìn lên. Quỳ xuống, quỳ xuống. Đi quỳ xuống. Quỳ xuống. Ây, nó được tiếp kìa. Làm gì tiếp theo? Trời ơi, thiệt ghê quá này. Làm sao tết biết được. Nó chụp. À, nè. Rồi. Trời ơi, lấy cái cây đó. Lấy cái cây quay đó, quay. Sao được? Sao lại qua được? Trời. Ê! Ác mộng nó là kéo dài luôn á. Cái game này là tên là Nightmare Tuần Hơi Lạc Mộng đó luôn. Cuối cùng mình đã thoát qua được thì ra là vậy.
đi cuối đường chốn nó chứ không thể chống lại nó được. Cái gì vậy? Trời nó rung như vậy ta. Khu vực dậy luôn, dậy không, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ê, cái gì vậy, cái gì vậy, nhảy lên con. Ồ, cái gì dưới đó vậy trời? Tới đâu rồi? Xảy ra với mình vậy? Công rồi. Cái gì thì ghê vậy trời? Ô, có cái bẫy chuột. Cái bẫy chuột dùng để làm gì? Ôi sao bẫy chuột không vậy? Ê đâu vậy? Ê đâu ra vậy? Chạy nhanh lên.
Mới lấy một cái bẫy chuột rồi. Bẫy chuột lấy không được. Cái này lấy cũng không được luôn. Đúng rồi, mày không thấy tao thì ra là chui vô đó trốn. Được rồi, bây giờ đi ra hả? Hay ở trong đó luôn. Hay ở trong đó luôn đi. Ai có khi nào nó đứng trước cửa không? Dùng làm cái gì nè, theo như logic lần trước thì dùng để cái gì vậy, tại sao chỗ này lại nhúc nhích? Té xuống đây biết ngay mà. Tiếng thở quen với ta. Đừng cùng. Ở phía trên nó, ở phía trên. Mình đang ở phía dưới. Con khỉ kìa. Đang ở trên. Nó đang làm cái gì vậy? Ồ vậy làm sao? Cái gì vậy ta? Khi nào nó đi xuống đây không? Thấy bạo nó xuống đây nó bắt là chạy đâu cho thoát trời.
lên đâu còn được nữa. Mà đi lên chạy qua đó cũng đâu có được trời. Trên kia cái thằng quý biên giang lấy không được. Quái vật. Người thì cái tay thì dài nhưng cái chân thì ngắn ngủn. Nhảy không được luôn. Ở dưới này không nhảy được. Thank you.